Minasan bạn, Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen Mình là Quân Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5 Các bạn cùng theo dõi với mình nha À như các bạn đều biết những bé mới vừa biết nói thường hãy thắc mắc rất là nhiều điều đúng không nào Và bé trai này cũng vậy Bé cầm quả banh trên tay và bé hỏi mẹ của mình là Mama Korewa Mama Korewa Mẹ ơi cái này là Sorewa Sore wa Cái đó là quả panh. Chúng ta có kore, sore là những đại từ chỉ đồ vật. Vậy tại sao bé lại dùng kore, còn mẹ lại dùng sore? Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cách sử dụng của các đại từ này nha. Khi muốn nói đến một vật ở trong phạm vi của người nói, gần người nói, chúng ta sẽ dùng kore, cái này, kore, cái này. Và ngược lại, khi muốn nói đến một vật ở trong phạm vi của người nghe, gần người nghe, chúng ta sẽ dùng sore, cái đó, sore, cái đó. vậy khi một vật ở xa cả người nói và người nghe thì chúng ta sẽ dùng ad cái kia, ad cái kia. bây giờ các bạn đã biết được cách sử dụng của core, sore, ad rồi đúng không nào? chúng ta cùng đi vào mẫu câu nha. core, sore, ad qua đồ vật this nghĩa là cái này là đồ vật, cái đó là đồ vật, cái kia là đồ vật. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi vào ví dụ đầu tiên nào. Ở đây chúng ta có nhân vật và chính là người nói và anh đang cầm một cuốn tạp chí trên tay. Vậy trong trường hợp này anh sẽ sử dụng đại từ nào đây các bạn? Kore sore hay age? À, anh sẽ dùng là kore. Kore wa yasshi desu. Kore wa yasshi desu. Cùng đi đến ví dụ tiếp theo nào. Ở đây anh nhìn thấy bạn của mình đang cầm cái gì đó trong tay mà anh không gõ lắm nên anh đã hỏi là Sore wa kaban desu ka? Hay so desu kaban desu. Sore wa kaban desu ka? Hay so desu kaban desu. Nghĩa là gì các bạn? À, cái đó là cái cặp phải không? Vâng, đúng vậy, là cái cặp. Còn ở ví dụ này thì sao các bạn? Các bạn thử đoán xem là anh sẽ sử dụng đại từ nào đây? bởi vì nó ở xa cả hai người cho nên anh sẽ dùng là are. Are wa no to desu ka? Ie, so jarimasen te cho desu. Are wa no to desu ka? Ie, so jarimasen te cho desu. Nghĩa là cái kia là cuốn vở phải không? Không, không phải vậy là cuốn sổ tay. Chúng ta có so desu là đúng vậy và so sen là không phải vậy. Ngoài ra chúng ta có thể thay so sen bằng gai má, như đây chúng ta có ie chigai mas te cho des ie chigai mas te nghĩa là không sai rồi là cuốn sổ tay cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình các bạn nhớ ôn bài luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha hay minasai sayonara mata kondo yoroshiku negashimasu